mày là MTP ấy Tùng ạ, cố lên. Mình bảo ai chà, cái tên MTP giờ có vẻ hot quá nhỉ. Trời đất quỷ thật thôi, rồi khoe bố mẹ, rồi bố mẹ em hạnh phúc lắm, rồi bố mẹ em vô cùng hạnh phúc. Em muốn khẳng định cái tôi của mình, em muốn tất cả mọi người nhìn lên sân khấu và thấy những cái bài hát của mình. Em muốn ai cũng phải nghe bài hát của mình. Mình chẳng phải sợ gì cả, tại vì mình luôn là người sống đàng hoàng. Rồi em đi, em quay người lại em đi. Cái quay người đó là quay người của một người đàn ông dứt khoát. Và em thì cũng không dám liếc. Em liếc em sợ người ta cười. Em cứ như này. Và mình cảm thấy ô cái tiếng nghe dễ thương quá. Rất là thích nghe tiếng miền Nam. Sau cái đêm diễn đó thì em bắt đầu có cơ hội được đặt chân vào Lady Killer. Từ sau khi mà đặt chân vào Lady Killer thì bắt đầu nhiều người cộng đồng hip hop biết đến cái tên MTP nhiều hơn. Lúc đó thì mọi người biết đến em với cái tên là MTP chứ không phải là Sơn Tùng MTP. Biết đến cái MTP. Nghĩa là gì em? MTP đơn giản lắm. Music, tài năng và phong cách. Tại vì thực sự là lúc đấy em thích cái nhóm MTV và thích cái kênh MTV. Em nghĩ là mình đặt nên cái gì giống. Thì mình hay là đặt là MTP. Nhưng mà thêm một cái dấu gạch ngang để mọi người phân biệt. Và nó cũng có nghĩa là music, tài năng và phong cách. Thì cho đến bây giờ thì khi mà em nói cái nghĩa của cái tên này ra thì nhiều người vẫn cười. Mọi người bảo là cái tên buồn cười, em để làm gì? Lại tiếng Anh tiếng Việt. Lại tiếng Anh tiếng Việt thì còn thêm cái dấu gạch ngang chẳng ra làm sao mà sao bây giờ ông vẫn để đấy. Em bảo là nó là kỷ niệm. Với Tùng không xóa cái gì của gì mối tình đầu. Em không dám xóa cái gì hết trơn. Cái phần mềm mà nãy cảm thấy là rất khó xử khi phải xóa nó. Em cảm thấy nó day dứt lòng em và em cảm thấy nó như là một con người có tâm hồn. Cái gì khi mà gần em rồi thì em cũng cảm thấy nó như là một người bạn. Và vứt đi thì nó day dứt lắm. Và cho đến bây giờ thì em vẫn bảo em trai em là không được dọn cái đống máy tính đấy. Mày có thể mua máy tính khác về được dùng những cái khác, nhưng mà không được vứt cái đấy đi. Phải để đấy. Thì bố mẹ em là người mà hiểu em nhất. Tại vì sinh ra một trong gia đình mà ai cũng yêu thương nhau, cho nên là cái tình cảm, mình sống mình rất là tình cảm. Cái gì mình cũng tình cảm. Rồi sau đấy thì bắt đầu cơ hội đến với em nhiều hơn. Lúc đấy em nhớ là lớp 11. Thì anh Hoàng nói với em là anh muốn lập nhóm với mày. Một cái nhóm nhạc mang tên là Young Pilots.
Chỉ bên cạnh hoạt động cùng với nhóm Young Pilots đó thì em vẫn có những cái hoạt động vui vẻ cùng những anh em Overband. Thì cái Young Pilots đó thì mọi người họ hỏi nghĩa nó là gì. Thì thực sự cái tên nó không phải là tên em đặt. Cái tên nhóm nó là tên anh Hoàng đặt. Anh Hoàng muốn đặt cái tên đó là Phi Công Trẻ à, nên anh ấy đặt là Young Pilots. Thế đó cái tên nó làm cho em cảm rất là hào hứng. Thì lúc mà hoạt động với nhóm Young Pilots thì em cũng có thêm được nhiều kinh nghiệm. Thì sau khi hoạt động với Young Pilots thì cũng có rất nhiều kỷ niệm của anh em. Nhưng mà với những anh em lớn hơn, chứ không phải những người bạn của mình, với những anh em lớn hơn ừ. Họ cho mình rất là nhiều kinh nghiệm. Kinh nghiệm cuộc sống, rồi kinh nghiệm bài vở, rồi kinh nghiệm lời bài hát. Tại vì khi mà em mới bước chân vào nghề thì cái lời bài hát của em nó rất là giống tuếch. Nó chẳng ra sao cả à. Nó rất là giống tuếch và nó chỉ đơn giản là yêu đương rồi chia tay này nọ thôi. Thì khi hoạt động cùng với những anh em thì mình có thêm được những cái kỹ năng nhiều hơn về chỉnh sửa, về phần mềm mix nhạc, phần mềm thu âm. Mình có thêm được rất rất nhiều kỹ năng cho đến bây giờ. Nó phục vụ cho em, phục vụ cho công việc của em. Và sau khi hoạt động cùng với Young Pilots thì em nhớ là cái lần mà em sáng tác bài tên là Cơn Mưa Ngang Qua à. Đó là cái lần mà thực sự cái bài hát đó đầu tiên là hát chung cùng với cả nhóm Young Pilots. Thì nó có hai version. Một là version chung, nhưng mà cái version này như là không tung ra trên mạng. Còn một version nó, một version riêng là một version solo của em. Thì cái version chung đó là một cái version được diễn trong một cái chương trình cũng tổ chức tiền luôn, cũng tổ chức mua vé tại Thái Bình luôn. Và đó là sân khấu thứ hai được đứng trên đó tại Thái Bình. Lúc đó em không còn diễn với Overband nữa. Lúc đó em diễn với Young Pilots. Rồi, mấy bạn kia buồn không? Mấy bạn kia thực sự là khi mà lên lớp 11, 12 rồi thì lúc đó thì trong đầu họ nó có những cái ước mơ hoài bão khác. Đúng rồi em. Họ không đặt âm nhạc lên đằng đầu nữa. Nhưng anh em vẫn luôn chơi thân với nhau. Vì đối với em 4 năm người đó là những người bạn thân. Thân chính xác là thân luôn. Để cái gì em cũng có thể chia sẻ được mà em không sợ gì hết trơn. Chú nó lúc nào cũng ở bên em mà cười rất là ngây thơ, không biết một cái gì ấy. Và em cảm thấy nó đẹp lắm. Thì em vẫn coi chúng nó luôn là những người bạn. Và khi đi học anh em lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau. Và lần này thì không có Overband. Lần này chỉ có Young Pilots và MCP thôi. Thì anh em lúc đấy đến vẫn ủng hộ. Thế mà ô tối đi diễn à, tao đi với, ủng hộ nhé. Bảo ok, đến đi. Tao rất là muốn mà mày đến, tại vì có mày nó sẽ vui hơn. Thì bọn nó đến, bọn nó đứng trong cánh gà nhìn em hát. Rồi bọn nó có những cái câu này, đừng hồi hộp nha, tao thấy ngoài đông lắm. Đừng hồi hộp nha, mày hay hồi hộp lắm. Cố lên, bọn nó cứ như thế. Rồi đập tay nhau, bắt tay các kiểu, yên tâm đừng lo. Mày là MCP ấy Tùng ạ, cố lên, khẳng định cho bọn nó biết mày là ai. Dễ thương quá ha. Bọn nó rất là thương em. Rồi lúc đấy em bước ra sân khấu. Thì đến cái thời gian đó thì nhiều người biết đến MCP rồi. Cộng đồng underground thì nhiều người biết đến MCP. Và Thái Bình thì cũng nhiều người biết đến MCP rồi. Chỉ là không nổi trên toàn Việt Nam thôi. Nhưng mà nói chung là trong cộng đồng và trong Thái Bình thì mọi người đã biết đến cái tên MCP. Mình bước ra diễn vẫn như cái phong thái tự tin thôi. Mình diễn. Lần này thì khán giả đông hơn. Tổ chức. Em hát bài Cơn Mưa Ngang Qua hả? Vâng, chính xác em hát bài Cơn Mưa Ngang Qua. Nhưng mà hát về là cả nhóm. Mấy cái version cả nhóm. Nhóm mấy người là? Nhóm 4 người à. Em này, anh Hoàng này, anh Linh Cúc và chị tên là Linh Sadie. 4 người hát. Thì mọi người cổ vũ rất là nhiệt tình. Lúc đó thì mình gần như là ở cái ngưỡng mà giữa có kinh nghiệm về underground rồi. Thì đằng sau mình thì lại có những cái gọi là hạt mầm đấy, bé tí, từ lớp 10, từ lớp 9 thì muốn được biểu diễn. Thì bọn em cho họ có cơ hội được biểu diễn. Em nói anh Hoàng là hãy cho họ có cơ hội được biểu diễn. Tại vì cũng như em ngày xưa thôi, cũng yêu nhạc và muốn được diễn thôi chứ chẳng muốn gì cả. Thì có những người bé tí đứng lên diễn, nhưng bọn em vẫn phải kiểm duyệt chương trình này nọ. Thì lúc đó thì MCP cũng có khá là sức ảnh hưởng ở Thái Bình rồi à, cũng có tí ảnh hưởng. Thì được duyệt chương trình này nọ nè. Rồi chương trình kết thúc. Thì kết thúc xong thì em nhớ là lần đấy anh Hoàng vẫn rủ đi ăn uống, nhưng mà em vẫn không đi. Em vẫn đi về cùng với mấy thằng Overband. Và hôm đấy là trời mưa. Chỉ về 4-5 thằng tụ tập ở nhà em thôi. Hôm đấy bọn nó vẫn ngủ nhà em. 5 thằng ngủ. 2 thằng ngủ dưới đất, 2 thằng ngủ trên giường, thì 1 thằng ngủ đâu đấy em không nhớ. Hình như là ngủ trong phòng khách em thì phải. Thì cứ tâm sự chia sẻ, tối nay mày diễn tốt quá. Cố lên, ta thấy mọi người dưới ủng hộ nhiều lắm. Sao em bảo đâu, ta thấy cũng đâu ủng hộ nhiều đâu. Mày đứng trên sân khấu sao mày nhìn gì? Bọn ta đứng ở dưới này. Bọn ta đứng dưới này, cổ vũ đông lắm. Thôi mà à, hóa ra vậy à. Thì mình cảm thấy tự tin vào bản thân mình nhiều hơn. Thì từ sau lúc đấy thì những bài hát của em ngày dần càng nên chuyên, trở nên chuyên nghiệp hơn. Và em tung bài hát Cơn Mưa Ngang Qua solo của mình lên. Thì lúc đấy thì em biết đến mạng nước rồi, em biết tự up bài của em lên rồi.
Thì lúc đấy thì tự mình cũng có những mối quan hệ riêng, nhưng mà mình vẫn nhờ anh Hoàng up cái bài cơn mưa ngang qua của mình lên trang nghe nhạc trực tuyến. Thì em nhớ là sau một tuần thôi thì cái bài hát đó lọt vào top xếp hạng, bảng xếp hạng. Mà cái trang nghe nhạc trực tuyến lúc đó thì đó là một cái bảng xếp hạng vô cùng uy tín. Và bài hát của em đứng thứ 7 trong top 10 đó. Em đi học về thì người mà nói cho em biết điều đó đầu tiên đó là anh Thanh cắt tóc. Anh Thanh, nãy giờ lại là quay lại với anh Thanh. Nhân vật vô cùng quan trọng. Vô cùng quan trọng. Bài hát mày lên bảng xếp hạng đứng cùng với Trung Mai, ca sĩ nổi tiếng Việt Nam kìa. Cái gì? Thật á? Thật, vào mà xem. Ông chạy, âm mỹ mà ông chạy. Trời đất, quỷ thật thôi. Xong rồi khoe bố mẹ, rồi bố mẹ em hạnh phúc lắm. Lúc ấy bố mẹ em vô cùng hạnh phúc. Rồi bố mẹ em cứ như là em đỗ lại cấp 3. Bố mẹ em hạnh phúc. Rồi sau lúc đấy thì có những bài báo nói về cái tên lạ hoắc MGP đâu tự dưng xuất hiện trên bảng xếp hạng. Là người Thái Bình. Rồi tự dưng đứng trên bảng xếp hạng. À, với vị trí số 7, thứ 6, thứ 5. Đúng là Tùng nhớ là các cái bài trong top 10 là những bài gì của các ca sĩ nào? Thực sự là em không nhớ lắm. Nhưng mà như có bài của The Man, có bài của Cao Thái Sơn, của anh Cao Thái Sơn. Rồi có một số bài nữa. Đông Nhi, Bảo Thi lúc đó có không? Đô Phước Thịnh thì có chưa? Hình như là có chị Đông Nhi thì phải. Em nhớ là có chị Đông Nhi đấy. Thì lúc đấy mình nhìn thấy tên mình đứng cạnh hàng loạt những ca sĩ nổi tiếng ấy. Mình cảm giác là hình như là mình bước thêm được một bước nữa rồi. Ba bước, em đã đi ba bước. Em hả? Đi ba bước, bước thêm một bước rồi. Thì lúc đấy cái tên của em bắt đầu nổi hẳn lên. Thì trên Facebook, lúc đấy bắt đầu em mới dùng Facebook. Thì rất nhiều người đăng ký theo dõi, rồi kết bạn. Thì lúc đấy khi mà em đăng một tấm ảnh lên, thì thời ngày xưa em đăng lên thì lúc đó là 500 like, 600 like, 700 like, rồi dần dần lên đến 1.000, 2.000 like, 3.000 like. Mình bảo ai chà, cái tên MTP giờ có vẻ hot quá nhỉ. Mình tự nghĩ trong đầu về ai chà, bắt đầu có vẻ nổi tiếng rồi. Rồi cái bài báo đầu tiên về cái tên của em, ai viết trên trang báo nào em? Trên trang báo Dinh. New Dinh. Thì cái bài báo đấy nói về cái tên, mang tên là hiện tượng MTP với ca khúc Cơn Mưa Ngang Qua đã đánh bật hàng loạt những ca khúc khác để lên bảng xếp hạng. Lần đầu tiên thấy cái mặt mình trống trệ trên một tờ báo mà ngày nào mình cũng đọc cái bài trên những cái bài báo trên trang báo đó. Nó là một cảm giác lạ lắm anh ạ. Em không biết tả thế nào, nhưng mà nói chung là nó lạ lắm và em cảm thấy vô cùng hãnh diện. Lúc đấy thì như kiểu là hình như là em cảm thấy tự tin hơn khi đứng trước mặt bố mẹ em rất là nhiều. Và em có thể tự tin hơn khi khẳng định nói về ước mơ và điều em muốn. Lúc đấy em gần đến lớp 12 rồi. Thì bố mẹ em lúc ấy vui lắm. Bố mẹ em khoe hàng xóm, rồi khoe bạn bè anh em này nọ. Thì mọi người cũng rất là bất ngờ, không ai biết là sao tự dưng thằng Tùng nó lại lên báo đấy. Ở đâu ra cái chuyện này? Không ai tin vào mắt mình cả. Rồi bắt đầu lúc đấy cơn mưa ngang qua càng ngày càng nổi hơn. Rồi bắt đầu có một số những cái trường học, sinh viên ở trên Hà Nội muốn mời em lên diễn. Mời lên diễn thì họ có hỏi cắt xê. Nhưng mình bảo thôi, em thì cũng chưa là gì cả. Em cũng không cần cắt nhận cắt xê đâu. Thì lên diễn thì người mà đưa em lên diễn là mẹ em. Em nhớ là em hát diễn ở cái trường tên là, em không nhớ rõ tên lắm, nhưng mà nó trường cấp 2 ở Hà Nội. Hôm đấy em với mẹ em lên rất là sớm. Rồi mẹ em sắm sửa cho em một bộ quần áo cũng rất là đẹp. Lên diễn. Rồi lên đấy mình diễn. Mình cũng hồi hộp chứ. Tại vì lúc đấy mình đâu phải là ngôi sao. Mình lên diễn thôi. Thì cần cái gì ngôi sao không em? Hôm chương trình đó thì hôm đấy là em nhớ là có anh Chester T thì phải. Anh Chester T là một trong những người rất là nổi tiếng. Cho đến bây giờ anh ấy vẫn nổi tiếng. Anh là một cái gần như là cây cổ thụ, đại thụ của underground rồi. Anh rất là có tiếng. Lúc đấy thì anh ấy là một người vô cùng nổi tiếng. Thì có anh ấy. Thì em chắc, dĩ nhiên là em là người diễn trước rồi. Thì nhưng mà em lại không gặp anh ấy. Em không gặp, chắc mãi sau anh mới đến thì phải. Em diễn trước. Thì lúc em diễn thì ở dưới mọi người ủng hộ em rất là nhiệt tình. Vẫn cơn mưa qua, em diễn bài Cơn Mưa Qua thôi. Em diễn đúng một bài rồi em về. Mà mời em từ Thái Bình xa xôi lên Hà Nội ha. Cách lúc đấy là cách 110 km. Rồi. Em đi xe ô tô lên đấy. Lúc ấy là mùa đông. Lên diễn. Hai mẹ con lên diễn rồi tranh thủ mà em cũng lấy hàng luôn. À. Lấy hàng từ Hà Nội về Thái Bình bán. Thì diễn xong rồi hai mẹ con đi lấy hàng. Rồi thực sự là em không hay tâm sự với bố mẹ em đâu. Em không hay tâm sự. Tại vì từ bé đến giờ thì em chỉ thích tâm sự những cái chuyện vui buồn, kết quả vui gì đấy thì em tâm sự, của những cái chuyện buồn ít khi em
muốn nói với mẹ em. Thì cái lúc đấy thì nó là những điều vui với em trước mắt, lúc đấy nó là những điều vô cùng tích cực. Nó là một cái sân khấu ở trong trường, sinh viên ủng hộ mình rất nhiệt tình. Và lúc ấy mẹ em cảm thấy rất là tự hào về em, và em cảm thấy trân trọng nó. Bước đầu em thấy là em vui lắm rồi. Mà em diễn xong thì hai mẹ con đi ăn trưa rồi ngồi bảo, lúc ấy con diễn được không mẹ? Lúc nào em diễn xong em cũng phải hỏi mẹ em câu đấy, dù em biết được hay không, được hay là không được, thì lúc nào em vẫn muốn mẹ em nói một câu được, để cho em cảm thấy à, mẹ em luôn dõi theo em, mẹ em luôn ủng hộ em, mà em luôn bảo vệ em. Và dù em có làm sai hay làm không tốt đi chăng nữa thì đằng sau em vẫn còn gia đình, vẫn còn bạn bè em. Đó, thì lúc ấy mẹ em bảo diễn tốt lắm, còn con của mẹ lên sân khấu mà không diễn tốt thì ai mà diễn tốt bằng. Thế mẹ nói thế thì mình bảo chuyện, rồi hai mẹ con ăn tiếp rất là hồn nhiên và ngây thơ thôi. Rồi đến lớp 12, lúc đấy thì bố em mắt em thi vào một cái trường liên quan đến kinh doanh, rồi năm sau mới cho em thi vào trường nhạc viện. Bố đặt điều kiện luôn vậy hả? Bố em đặt điều kiện. Thì lúc đấy thì đó là một cái điều kiện vô cùng khó khăn với em. Đúng, khó khăn. Em đam mê quá mà đúng không? Em đam mê lắm, em rất là yêu. Thì... Và em tin em sẽ thành công trong cái sự chọn lựa đó không? Em tin. Em không hiểu sao lúc đấy nó em cứ tin thôi. Và em cứ muốn đi trên con đường đó. Em không biết là em cảm giác như kiểu là có người kéo mình đi vậy. Em phải chia sẻ thật là như kiểu có người kéo mình đi vậy. Chứ tự dưng làm sao mà trong tay mình chẳng có gì mà mình cứ muốn đi vào một cái nơi xa xôi như này. Mà em lúc đấy em chưa bao giờ em xa gia đình hết trơn ấy. Rồi em mới nói với bố em là khó quá bố ạ. Bây giờ con yêu âm nhạc quá rồi. Bây giờ biết làm sao để nói cho bố hiểu được. Thì thôi, con nó không muốn bố con mình phải cãi nhau, vì lúc đấy em cũng lớn rồi. Em muốn nói chuyện với bố như vậy luôn á hả? Vâng, con không muốn phải cãi nhau nhiều với bố. Hai bố con lại chỉ vì một cái chuyện mà cãi nhau, rồi ăn cơm mất ngon. Em nhớ lúc ấy là đang trong bữa cơm. Thì được rồi, lúc ấy là đầu năm lớp 12, chưa đến cuối năm lớp 12, thì đầu năm lớp 12. Em bảo là vì bố, vì gia đình thì con sẽ thi ở một cái trường liên quan đến kinh doanh. Tại vì bố em làm kinh doanh. Đối với bố em thì lúc đấy thì đối trong tâm trí bố em thì lúc đấy là chỉ có vào một cái công ty nào đấy rồi có chiếc ngồi bàn giấy. Bền vững. Ca hát tiền kiếm hàng tháng ca hát thì lúc này lúc kia rồi không biết là ông đam mê vậy nhờ mọi người có đón nhận ông không. Thế là chuyện khác. Bố em không tin. Rất thực tế, bố em rất thực tế. Bố em rất là thực tế. Rồi em bảo là thôi được rồi, vì gia đình vì bố thì con sẽ thi ở một cái trường nào đấy. Rồi năm sau con sẽ thi vào nhạc viện. Lúc đó chỉ nghĩ như vậy thôi. Đâu em nghĩ thế, tại vì chỉ có một cái bài đấy thôi để cho bố em khỏi nói nhiều về vấn đề hát hò của em. Nhưng mà trong lòng thực sự nghĩ cách mình sẽ thoát hay là mình sẽ biến đoạn cuối không? Trong lòng nghĩ thì dĩ nhiên không, lúc đấy thì em chưa nghĩ đến điều đấy. Nhưng mà sau khi cái Tết của cuối năm lớp 12 thì em cảm thấy là không ổn. Tại vì nếu như mà em mất một năm thì em sẽ mất đi một cơ hội, mất đi một quãng thời gian mà em có thể nhớ đâu em làm được một cái điều gì đấy ở trong Sài Gòn.
là em mất lửa, quan trọng em mất lửa. Và với lại con người của em đâu phải là ngồi bàn giấy được. Con người của em cũng chưa phải là lúc để kinh doanh. Ừ. Con người của em có 19, 20, lúc em 18 tuổi. Ừ. Em muốn làm sao mà cái âm nhạc của mình trong con người của mình, em muốn khẳng định cái tôi của mình. Em muốn tất cả mọi người nhìn lên sân khấu và thấy những cái bài hát của mình. Em thấy ai cũng, em muốn ai cũng phải nghe bài hát của mình. Thế thôi. Lúc đấy đối với em là như thế, muốn được hát. Thì em mới nói với mẹ em là chắc con không thi về kinh doanh đâu, con muốn hát nhiều hơn. Vẫn tâm sự với mẹ ha? Tâm sự mẹ, con muốn thi ở nhạc viện. Rồi mẹ bảo, mẹ em lúc ấy thì cũng ngăn cản. Mẹ em thì theo bố em nhiều. Ừ, không ủng hộ em, nói chung ba mẹ không ủng hộ em gì cả. Nói chung là bố mẹ thì luôn tin con gái, nhưng bố mẹ luôn sợ là con mình có chọn mà con đường đúng hay là sai. Và bố mẹ em thì từ trước đến nay luôn bao bọc em, cho đi chơi cũng chẳng cho tiền chẳng cho. Em kể rồi đấy. Thế cho nên là rất là khó. Thế rồi thì rất là may mắn, nhưng người bạn của mẹ em thì lại rất là thoáng về cái suy nghĩ đó. Ừ. Và nói vào xúc tác thay cho em. Tác động vì họ rất là thương em. Ừ. Bạn bè, bố mẹ em rất là thương em. Tác động thay bảo thôi, bây giờ nó muốn thế rồi. Ừ. Con đường tương lai của nó thì cứ để nó lựa chọn, nó quyết định đi. Ừ. Bây giờ ông bà cứ gạt nó như thế, không cho nó đi, rồi đến lúc mà nó cũng đi con đường của ông bà, nó không ra làm sao rồi sao. Ừ. Rồi đây bố mẹ khổ mà con cái cũng khổ. Đó. Lúc ấy là một quãng thời gian vô cùng mệt mỏi với em. Ừ. Thì có trong này thì có một người dì của em, tên là dì Huệ. Dì nuôi em từ bé, nhưng mà dì vào trong này từ rất là sớm. Rồi dì mới điện ra bảo sắp tới Tùng thi trường gì ấy chị. Rồi mẹ em bảo là thì chị đang tính như thế, là tính là năm đầu cho nó thi kinh doanh, năm sau cho nó thi nhạc viện sau. Ừ. Chứ không để chiếu được, chiếu nó mất công, tương lai nó chẳng ra làm sao. Rồi bây giờ nó quay ra nó thù hận bố mẹ nó thì lúc đấy bố mẹ nó như nào. Thôi em ngồi ngoài sau em nghe xong thì em cũng buồn. Em lên em bật nhạc, em nghe nhạc, em nghe lại những cái bài hát của mình. Thôi em chỉ muốn là nhìn thấy mấy thằng bạn của em đấy thôi. Em chỉ muốn là có xuất hiện 4 thằng bạn mình đấy, để mà nhìn thấy những cái nhiệt huyết đam mê của chúng nó, để mình cảm thấy cuộc sống này tích cực hơn. Lúc đấy bắt đầu em cảm thấy nhận được những cái sự tiêu cực. À. Đến là tuổi 18. Ừ. Ok. Nhưng mà may mắn hơn, sau cú điện thoại đấy thì em không hề biết gì, em nói gì với mẹ em cả. Nhưng mà thực sự là dì bảo vệ em. Dì cũng nói y chang bạn mẹ em vậy. Tương lai là của nó. Thôi, chị và anh Thiện đừng ngăn cấm nó nhiều quá, để cho nó đi đi. Dù sao thì cũng có em ở trong này. Nó chọn khổ hay sướng là quyền của nó. Nó 18 tuổi rồi, đủ tuổi công dân rồi, để cho nó tự đi. Thì sau cuộc điện thoại đấy thì em cảm ơn. Thì bố mẹ em cũng khác. Bố em bắt đầu có những suy nghĩ nó bớt bị khó đi hơn. Vì tiếng nói của cô Huệ, dì Huệ cũng dì là Huệ, quan trọng. Vâng, dì Huệ em, tại vì bố mẹ em không bao giờ yên tâm cho em đi xa. Bố mẹ em đi xa là ui dồi, cẩn thận là Tùng nó chơi bài thì rồi nghiện ngập, ui dồi trong đấy thì đổ nhiều thứ là đủ thứ lo lắm. Mà bây giờ một mình nó vào đấy rồi chẳng may mà nó bị làm sao thì con mà bố mẹ con mà không biết như nào. Bố mẹ em thì luôn là những người suy nghĩ về tiêu cực trước tiên. Mà cho đến bây giờ vẫn thế. Dạ, vẫn thế luôn. Bây giờ chỉ bớt hơn thôi. À. Thì ok. Cũng là một thời gian căng thẳng. Cho đến khi em tốt nghiệp, em nhớ là em tốt nghiệp số điểm khá là cao, 53 điểm lận, cao, cũng đấy khá là cao trong lớp. Thì bố mẹ em rất là vui. Thì hôm đấy thì em cũng ngồi em nói trước khi, chỉ vì chỉ còn một vài ngày nữa thôi. Mà lúc em chưa nộp hồ sơ vào nhạc viện, mà cho đến ngày mai mà không nộp hồ sơ vào nhạc viện là chót là nghỉ thi luôn, là không được vào luôn, là cơ hội coi như là năm sau luôn. Thế em bảo bố mẹ rồi bây giờ thì bây giờ cái tương lai của con, bây giờ con chỉ thích nhạc thôi. Giờ con nói nhiều ấy nữa thì cũng là chỉ là cãi nhau, rồi bố mẹ lại cãi nhau với con cái thì con mệt mỏi lắm. Bây giờ con muốn vào trong kia, con muốn đi theo âm nhạc. Con không biết là trong đấy có những cái gì đang đợi con phía trước, nhưng mà con muốn phải đi. Vậy sao em không muốn lên Hà Nội mà vào Thành phố Hồ Chí Minh? Lúc đấy trong đầu em Sài Gòn là đất màu mỡ nhất. Bây giờ vẫn vậy chứ đúng không? Bây giờ vẫn thế. Lúc đấy thì trong đầu em nó đã tự nghĩ cho em là vào đây thì em sẽ có nhiều cơ hội. Em không biết là có cơ hội gì, nhưng mà trước mắt em được vào nhạc viện á. Ừ. Được đi theo cái con đường đam mê của mình, được hát, một cách được học nhạc một cách chuyên nghiệp, một cách chuyên nghiệp để mình có thể hát tốt hơn.
thì nó là một cái điều mà em thích rồi. Cuối cùng không hiểu sao bố mẹ em đã thay đổi ý kiến và quyết định thôi cho em vào Sài Gòn. Thì chỉ còn đúng một ngày nữa thôi là nếu mà không nộp cái tờ giấy thi đó vào nhạc viện là em sẽ không được. Thì rất là may lúc này thì mẹ của bạn em, như em vừa chia sẻ là trong năm thằng thì có một thằng nữa cũng tên là Tùng, thì cô tên là cô Hiền này mà, dạy vật lý ở trong trường em. Khi mà cô nghe tin đấy thì cô bảo thế đưa ngay cho cô lên trường, cô nộp ngay. Cô rất là nhiệt tình, cô dạy em vật lý từ cuối năm lớp 12, dạy mấy anh em với nhau, thì cô đem lên cô nộp. Rất may là kịp. Rồi một quãng thời gian sau em mua vé. Nhắc đến cái đoạn này mới có nhiều việc để nói này. Đây, chuyến bay đầu tiên ha. Và là cũng liên quan đến cái tên live show em hiện tại đây. Thực sự thì lúc mà bố mẹ cho quyết định cho em vào Sài Gòn thì em cảm thấy em vui. Nhưng bên cạnh đấy em cũng không biết là em phải làm gì trong này. Tại vì tất cả cái gì đối với em cũng mới và lạ lắm, không lạ, người lạ thân lắm, và em cũng sợ nữa, em cũng nhát, tại vì em chưa giờ em ra ngoài đường bao giờ. Thuyết phục ba mẹ là như vậy, thuyết phục thôi. À, chứ còn bản thân mình cũng sợ. Tuy là vào trong đấy có gì, có chú, nhưng mà bạn bè rồi một nơi xa xôi mình chẳng biết mình sẽ phải bắt đầu từ đâu. Rồi trước cái hôm mà bay vào Sài Gòn, em nhớ lúc đấy là mẹ em khóc. Mẹ bảo là mai con bay rồi đấy, thì thu dọn đồ đạc đi, thu dọn xem còn thiếu gì không, rồi hai mẹ con thu. Rồi mẹ bảo vào trong đấy thì ngoan ngoãn nghe lời chú dì. Tại vì dì em thì mới lấy một người, nghĩa ra trong này gọi là dì và dượng đấy. Nhưng mà cái từ dượng ở ngoài Bắc là bố nuôi. Thế cho nên em không thích gọi từ dượng, em thích gọi là chú và dì hơn. Thì vào trong đấy phải nghe lời chú dì. Chứ bị làm sao thì không có bố mẹ trong đấy mà bảo vệ đâu. Thì em quay ra mà ôi giời, còn lớn rồi, mẹ cứ phải lo mấy cái chuyện làm gì. Nhưng mà khi mình nói xong cái đấy thì thực sự là trong tâm mình cảm thấy cũng rất là lo. Không biết là điều gì sẽ chờ mình trong này. Nhưng mà trước mắt là phải đi đã. Phải đi thì mới biết là điều gì chờ mình trong này được. Rồi đến sáng hôm sau, em nhớ hôm đấy em mặc một chiếc quần bò đen, quần bò như này luôn nhưng mà không rách đầu gối, quần bò đen, đi giày Converse, mặc một chiếc áo ba lô đen bên trong, rồi khoác một chiếc áo sơ mi màu vàng ngắn tay ra ngoài, rồi đeo một chiếc ba lô, đội một chiếc mũ. Em bay ở sân bay Hải Phòng. Ai đưa em ra sân bay? Dĩ nhiên là bố mẹ và em trai em rồi. Tối hôm đó bố có nói gì với em không? À đúng rồi đấy, quên mất. Bố thì vẫn là những câu nói cũ thôi. Thì trước cái đêm bay đấy thì cả nhà ngồi với nhau. Bố bảo là trong những cuộc cãi vã thì người con luôn là người, con cái luôn là người giành chiến thắng. Em cũng công nhận là như thế rồi. Bố em cũng dí dỏm hơn. Vâng, con gái luôn là người giành chiến thắng. Thì con đã quyết định lựa chọn con đường này. Khổ sướng là con phải chấp nhận. Tương lai là của con. Bố mẹ đã nói hết mực rồi, nhưng con đã quyết định chọn con đường này thì bố không muốn nói nhiều nữa. Vào trong đấy thì biết lựa bạn mà chơi, chọn bạn mà chơi. Bố mẹ thì ở xa, cách hơn 2.000 km lận, cũng không thể bảo vệ con được. Trong đấy thì người xấu có, người tốt cũng có. Mình phải tự biết sống, sống sao cho đàng hoàng được. Thì cái câu sống cho nó đàng hoàng được thì em vẫn nhớ mãi trong đầu em. Để cho đến bây giờ thì đi đâu em cũng nhắc cho mình là mình chẳng phải sợ gì cả. Tại vì mình luôn là người sống đàng hoàng với bất kỳ mọi người, mình không bao giờ mình sợ. Thì sau câu nói đó thì bố em rất là cứng rắn và mạnh mẽ. Bố em chẳng rất là khóc. Chỉ có mẹ với em khóc chỉ suốt. Chỉ có mẹ khóc thôi, còn em thì ít khi khóc. Em thì trừ khi là em cũng hay khóc, nhiều dù không khóc nhiều mẹ. Nhưng mà không khóc trước mặt mẹ. Không khóc, em không thích khóc trước mặt bố mẹ. Nờ. Thì rồi xuống ngủ, thì cái đêm ngủ đó là một cái đêm mà em nằm mãi mới ngủ được. Khó. Em trằn trọc, em suy nghĩ đủ thứ. Rồi dì bảo trong này thì đang là mùa mưa, vào đây thì nhớ chuẩn bị tâm lý để có mà bị ốm đau là còn phải thuốc thang rồi còn. Tại vì em chỉ còn đúng một tuần cho việc ôn luyện thôi. Em chỉ còn đúng một tuần thôi. Trong một cái tuần đó mà em mà không đủ sức là coi như là em đứt luôn.
mà em không thi được vào nhạc viện lại. Lúc ấy em không biết làm gì hết trơn. Trả lời ba mẹ ra sao? Em không biết nói chuyện bố mẹ như nào. Lúc đấy đó là một áp lực vô cùng lớn đối với em. Nhưng mà vẫn phải quyết tâm. Chỉ có hai từ quyết tâm thôi. Rồi sáng hôm sau, bố gọi sớm dậy, hai bố con đi ăn sáng, đi ăn phở. Bố em ăn lúc nào cũng nhanh hết trơn. Em ăn được nửa bát thôi thì bố em đã... Bố em là một người ăn là nó không bao giờ để một cái gì trong cái bát luôn. Ăn hết sạch. Đó, và em học được cái tính đó của bố em không dám để lại bất kỳ một cái gì. Em ăn là phải ăn hết sạch. Đó. Thế thì hai bố con, bố bảo ăn ngon đi. Ăn ngon thì mới đi được việc được. Thì đi xa mới được việc. Thì mình cũng ăn rất là ngon. Hai bố con ngồi ăn nha. Xong rồi bố em ăn xong rồi lúc nào cũng phải uống cốc nước chè. Rất là thích uống nước chè khô. Ăn xong cái gì là phải chè khô này với tăm. Rồi uống xong rồi ngon thế nhỉ. Đấy, bố em là hay như thế. Rồi hai bố con cũng chẳng nói gì với nhau cả. Ngồi nhìn ra ngoài đường. Rồi về thu dọn đồ, cất lên xe. Thì khi mà ra sân bay rồi thì từ cái đoạn đường mà Thái Bình lên Hải Phòng để đến sân bay Cát Bi ấy, thì em không biết nói gì bố mẹ em. Mà cũng muốn nói thì cũng chẳng biết nói gì. Lúc đấy thì biết nói gì được. Lúc thì muốn thuyết phục để đi, nhưng mà đi được xong giờ rất là luyến tiếc. Lúc đấy thì cái ba lô cũng khá là nặng đấy. Cái ba lô nặng đồ đạc, nặng tương lai, nặng ước mơ là một chuyện, nhưng mà nặng gia đình. Lần đầu tiên mình đi xa. Lần đầu tiên mình đi xa, mình xa của gia đình như là một... Lúc đó em cảm giác em như là một con chim ấy. Chẳng biết gì ngoài đời cả. Em chẳng biết bất kỳ một cái gì kìa. Em đeo cái ba lô trên vai mà em đi em chẳng biết cái gì. Sân bay cũng chưa giờ em đến luôn. Chưa giờ bay. Tất cả mọi thứ với em đều là một cái điều vô cùng mới. Em chẳng biết bất kỳ một cái gì. Chỉ cứ đi vậy. Lúc đó ba mẹ không để đi chung với em hả? Dạ. Ba mẹ không đi chung với em lúc đó hả? Bố mẹ em có đi chung. Đi không. Ra Hải Phòng luôn. Không, rồi ra lên thành phố Hồ Chí Minh thôi. Không anh. Tại vì nó rất là tốn. Mua một cái tấm vé là 2-3 triệu rồi. Với em, gia đình em là nó không hợp lý hả? Vâng, nó không hợp lý. Mà tại vì lúc đấy thì còn em ở nhà nữa, bây giờ bố mẹ đi thì ai trông em? Với lại bố em còn phải đi làm hàng hóa, bố em đi Thái Bình, Sơn La. Thế cho nên là bố em phải đúng chuyến là phải đi rồi. Bởi vì cũng may là vào trong đấy là sẽ có gì em. Với lại em cũng nói bố mẹ em là thôi, bố mẹ ở nhà đi. Bố mẹ đi về đấy làm gì cho mất công. Giờ vừa tốn kém này mà con cũng lớn rồi, cứ để con tự, không sao đâu. Vào đấy gì cũng đón, đừng lo gì cả. Thì cái lúc mà đến Hải Phòng rồi, đến sân bay rồi, mình cảm thấy hào hứng. Hào hứng ở đây là lần đầu tiên được đặt chân xuống sân bay. Rồi thì lúc mình vào mình chẳng biết phải làm gì. Rồi mẹ dẫn vào. Rồi mẹ hỏi là thủ tục, làm thủ tục như nào. Mấy anh bảo, mấy anh công an cảnh sát đấy ấy, thì mấy anh ấy chỉ. Rồi vào làm này đầu tiên. Xong rồi vào trong kia để kiểm tra hàng hóa an ninh này nọ. Thì mình cũng ngơ ngác. Mà em cũng ngại, em xấu hổ nữa. Tại vì lần đầu tiên em chẳng biết cái gì kìa. Thì em cứ để cho mẹ em làm thôi. Em vào mất công người ta cười chê nọ thì em cũng ngại. Mà mình trẻ đấy chứ. Ăn mặc thì cũng thể thao sành điệu đấy mà chẳng biết cái gì kìa. Nói đi vào. Thì mẹ em hỏi han rồi mẹ em làm xem tất cả mọi thứ luôn. Rồi làm xong thì vẫn chưa đến giờ bay. Thì cả nhà ngồi uống nhau cốc nước ở ngoài chỗ quán nước trước cửa sân bay. Em cũng không nhớ rõ câu chuyện cả nhà nói là gì, nhưng mà nói chung là những câu chuyện tích cực thôi. Cố lên rồi này nọ thôi. Nó vẫn là những câu nói quen thuộc. Rồi em bảo là với... Rồi trước khi vào thì em bảo bố mẹ là thôi, đi nha. Rồi lúc ấy bố mẹ em buồn. Lúc ấy mẹ em thì không muốn nhìn cảnh đấy. Tại vì mẹ em cũng dễ bị khóc. Lần đầu tiên xa nhà sau bố mẹ, thế cho nên là lúc ấy hôm đấy có cả em trai. Rồi em trai vỗ vai bảo anh đi mạnh giỏi nhá. Rồi đừng lo gì cả, vào trong đấy có gì rồi. Em trai em lúc đấy thì đang học chắc cỡ lớp 5, lớp 6 thôi. Có gì rồi. Em cười, ông thì biết cái gì mà ông nói. Nhưng thực sự em rất là thương nó. Rồi bố mẹ, chỉ có bố em đứng lâu thôi. Còn mẹ em thì đứng một lúc rồi mẹ em đi. Mãi sau lúc mà bước qua cửa an ninh rồi ấy, thì khi bước qua cửa an ninh là sẽ phải bỏ hết đồ đạc ra để cho người ta cất đi ở bên trong, người ta kiểm tra. Thì khi mà kiểm tra xong rồi không có gì, mình đeo ba lô lại mọi người. Thì mình quay lại mình nhìn. Quay lại nhìn xem bố mẹ còn đứng không. Thì bố đứng. Mà mẹ cũng đứng. Mẹ vê tay trái rồi xong rồi mẹ đi luôn. Mẹ đi ra ngoài luôn, còn bố vẫn đứng như này. Rồi em trai thì như này.
Xong rồi lúc đấy thì em cũng không mất thời gian như vậy đâu. Em như này thôi, rồi em đi, em quay người là em đi. Cái quay người đó là quay người của một người đàn ông dứt khoát. Tại vì lúc đấy thì em cũng rất là nhớ nhà. Tự dưng bước qua cái cánh cửa an ninh xong là chẳng biết bao giờ em được gặp bố mẹ nữa. Rồi vào trong phòng chờ thì nhìn chẳng ai quen biết. Thì mình, em chọn cho em một cái góc chẳng có ai cả. Em ra đấy em ngồi. Thì em cứ nhìn cái cuống vé xem, em để em nghe cái tiếng người ta gọi ấy, đọc giờ chuyến bay xem có đúng không ấy. Mất công không đúng thì lại khổ, không biết ông ấy làm như nào nữa. Bố mẹ về rồi, mỗi mình đấy mình biết làm sao. Tiền nong thì cũng có nhưng mà không biết có đủ không. Thì cứ phải ngồi nghe, rồi nhìn lên cái màn hình ấy. Mỗi mình run nhá. Chân em cứ như run dưới này. Mọi người nhìn thì có vẻ là nhìn em ung dung nhưng thực ra là do em run. Em run rồi em cúi mặt xuống, em chân tay em toát hết mồ hôi thôi. Chưa đi máy bay bao giờ nữa, không biết là đi như thế nào. Rồi gọi hãng, lúc đấy là em đi Jetstar. Tại vì gì em cũng săn giá rẻ cho em thôi, Jetstar. Thì lúc mà lên rồi thì gọi rồi thì bắt đầu mình ra mình đứng xếp hàng. Mình thấy đông thế nhỉ. Thì thôi thì mình cứ ngồi chờ cho mọi người vào xong đi. Thì lúc mà ra ngồi ghế rồi, mất công chết cha. Mày mà ngồi chờ ở đây mất công đến người cuối cùng người ta không cho vào nữa là sao? Người ta đóng cửa đâu cho vào nữa là sao? Thôi, đứng chờ đi. Ông mất công chưa đi bao giờ nhưng bị làm sao thì chết. Sợ, em sợ tất cả các tình huống xảy ra, em không biết cái gì cả. Rồi em cầm cuống vé tay, đeo cái ba lô. Em không gửi ba lô, em đeo ba lô. Tại vì em sợ mất. Em sợ là đến lúc tìm kiếm, đến lúc vào Sài Gòn thì không biết đứng đâu mà lấy ba lô ấy. Tại vì không biết sân bay Sài Gòn như nào. Thì đeo ba lô thôi. Sợ đủ thứ đúng em không? Em sợ đủ thứ. Thì bước vào đến đi. Qua kiểm tra vé rồi bắt đầu đi vào máy bay. Thì mình cứ đi theo mọi người thôi. Mẹ dặn mà cứ đi theo mọi người thôi nha con. Cứ đi cuối cùng mà đi theo mọi người nha. Chứ đừng đi linh tinh nữa, không lạc, không ai cứu đâu. Thì mình bảo vâng được rồi. Thế là mình cứ nhớ cái lời trong đầu, mình cứ đi theo mọi người. Thế mọi người lúc mà vào rồi thì có mấy chị đứng trước cửa máy bay cười à, chào chị. Xong rồi cứ đưa tay, mình không biết là đưa kiểm tra gì. Nhưng mà chị cần gì, chứng minh nhân dân ở đây, chứng minh không cho mình kiểm tra cái cuống vé thêm một lần nữa để kiểm tra cái số ghế của bạn là ghế nào. Thì người ta đây, ok, mời bạn đi đứa này kia, số ghế 2C, à 5C kia. Mình không biết là cái số ghế nó ghi đâu. Em nhìn ở trên ghế thì nó không ghi. Em tưởng nó giống như xe máy, à xe ô tô. Tại vì đi xe khách thì nó hay dán cái số ghế lên xe. À hay nó hay dán cái số ghế lên cái ghế luôn. Thì mình nhìn mình biết. Mình đâu có biết là nó dán tít lên cái chỗ mà để hành lý đâu anh. Nhìn mãi không nhìn đâu. Kiếm mang ra đâu rồi em liếc. À đây thì ra đây. Xong rồi mà nó để cái số buồn cười lắm anh ạ. Nó để A, B, C. Đúng rồi. Nó để dọc thẳng đây này. Em không biết là A nó bắt đầu từ đâu. A nó bắt đầu từ chỗ ngồi này hay là chỗ bắt đầu từ chỗ cửa sổ. Đúng rồi. Mình mới thấy cái anh đang ngồi đấy thì anh cho em hỏi là anh số ghế 2 gì đấy anh? À 5 gì đấy anh? Em bảo anh 5B. À thế rồi, thế em ngồi chỗ trong kia anh cho em đi qua nhờ. Là em là 5A. Thì em ngồi tít trong cửa sổ. Em cho em đi nhờ và đi vào đi. Thế mình ngồi vào. Mình vào mình ngồi. Mãi xong anh kia anh đi mất. Anh không muốn ngồi đấy nữa, anh đi ngồi chỗ khác. Tại vì dưới nó còn trống. Anh không muốn ngồi đấy nữa. Thì anh xin phép mấy cái chị kia là anh cho tôi xuống kia tôi ngồi mà không có ai mà. Thì mấy chị thì thế mời anh ngồi xuống. Tại vì cũng không có ai. Thì anh đi anh ngồi xong rồi chẳng biết phải như nào nữa cả. Người chắc là cứ ngồi như này thôi, xong rồi tí máy bay tự đi. Em đâu có biết là phải thắt cái dây an toàn. Rồi bay sau thì may mắn cho em là có một cái bác rất là lớn. Lớn tuổi lắm. Chắc là bằng tuổi ông em phải gọi là ông mới đúng. Người Thái Bình luôn. Cũng bay vào Sài Gòn. Rồi thăm con cái trong đấy. À thế là mình có bạn để nói chuyện rồi. Đỡ buồn. Thế là có một người thì hồi mà hỏi han này nọ. Thế là từ sự lần đầu tiên cũng là lần mà bác ấy đi máy bay thì phải. Bác cũng chẳng biết gì. Một người già một người trẻ. Không một nhà mà bác cứ ngồi bác nhìn ngơ ngơ này. Mà em thì cũng không dám liếc. Em liếc em sợ người ta cười. Em cứ như này như này. Rồi may sau may quá. Trước khi bay thì người ta sẽ hướng dẫn. Hướng dẫn. Ôi giời đất ơi thế là hết hồn. Thì hướng dẫn à, này 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 như này. Gắn vào. Em không biết gắn như nào. Tại vì nó có cái móc móc thì em cũng chẳng biết gắn như nào. Thì mai sau chị ơi hướng dẫn cho em ấy gắn như nào. Chị cảm ơn phục phát. À rồi ok rồi cảm ơn chị rất nhiều. Đấy. Thì cái máy bay nó rất là lạ lẫm. Lúc mà nó bay đi ấy. Lúc buồn cười nữa cơ. Lúc máy bay đi. Thì em không biết là nó bay như nào. Em tưởng là nó cứ
nó cứ đứng ở dưới rồi nó dần dần nó lên 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 rồi rồi nó đi 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 cho em đâu biết nó lấy đà nó mới đi đâu. Mình đang ở này đang lơ mơ buồn ngủ theo đi rất là chậm 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 rồi mai sau nó gì đó. Ui, bác ơi bị làm sao bác? Khỏi bác bên cạnh bác ơi chết rồi máy bay bị làm sao rồi bác? Thế bác bảo là bác nghĩ là nó đang đi mà cái cảm giác mà kiểu bị áp lực với anh chưa bao giờ đi máy bay em bị khó thở em bị khó thở em không thở nổi mà em bị run nữa rồi mà sau cái máy bay nó lâng lên trời đất ơi xong rồi vào mấy cái chỗ mây ấy anh nó cứ bị hạ xuống đấy ôi em bị chóng mặt luôn ấy nhưng mà em không bị say em bị chóng mặt mà em hoa mắt em sợ chưa bao giờ mình trải nghiệm cảm giác đấy tai thì ù không nghe được cái gì hết trơn rồi cuối cùng qua khoảng tầm 10 đến 15 phút sau thì bắt đầu mới lấy lại được tinh thần. Ôi sợ lắm em không biết là miêu tả cảm giác như nào rồi lấy lại tinh thần xong thì bắt đầu các anh chị mời ăn mặt anh chị nào cũng rất là tươi thì mình cảm thấy cũng bớt hoảng loạn hơn. Xem hỏi là chị ơi thế bay này khoảng tầm bao nhiêu lâu nữa thì đến chị bảo là khoảng tầm 1 tiếng 45 phút em ạ bảo à vâng rồi em cảm ơn thôi cho cái bánh mì nó ngồi gặm bánh mì nhìn ra ngoài cửa sổ toàn thấy mây trắng không rồi nhìn dưới thì có thấy mấy cái cây cối ở dưới anh mình bảo 1 tiếng 45 phút à thế thì còn khoảng tầm hơn 1 tiếng nữa là mình sẽ đáp chân xuống dưới Sài Gòn không biết là gì đợi mình ở đâu rồi lúc ấy mà không thấy gì thì biết làm sao. Số điện thoại gì không? Em có điện thoại luôn. Không biết thấy gì thì mới gọi, không biết là trốn lắm đâu thì tìm nhau như thế nào rất là khó. Lo đủ thứ. Em lo đủ thứ hết trơn đấy. Xong rồi thì bác từ dưới cái bác bên cạnh thấy bác ấy cũng ngồi buồn buồn mà không có gì nói. Mà bác lớn tuổi rồi, chắc cơ phải 6 mấy 7 mấy rồi. Em quay ra em nói chuyện bác ấy. À bác đi trong ngày làm gì bác? Thì bác bảo bác vào bác thăm con bác. Bác mặc bộ quần áo bộ đội, chắc là ngày xưa bác cũng trong bộ đội. Và thăm con bác. Rồi hai bác cháu chia sẻ nhau đủ thứ. Thế bác bảo là thế cháu vào đây làm gì? Cháu vào đây cháu thi bác ạ. Thi gì ấy? Dạ cháu thi nhạc viện. À vậy là ca hát hả? Vâng. Thế cố lên nhá. Trong này thì là đất màu mỡ đấy. Bác nói luôn là trời đất màu mỡ mà ca sĩ toàn trong này thôi. Nhìn có vẻ sáng sủa nhỉ. Khai là có vẻ sáng sủa. Rồi hai bác cháu cười. Nói rồi đến lúc xuống sân bay thì lại 15 phút em cũng hết hồn. Tại vì những cái lần lên rồi lần xuống ấy, nó kiểu nó cứ hạ xong rồi nó cứ hự ấy. Em chưa đi bao giờ cho nên em bị say. Nó không phải là say buồn nôn mà kiểu bị chóng mặt ấy, xong rồi hoa mắt này nọ. Em xuống sân bay rồi mình cảm thấy trời ơi, nó nhẹ. Nó sướng anh ạ, nó khổ lắm. Cho đến bây giờ em vẫn không phải là người thích đi máy bay. Em không hề thích. Thì cái trên cái máy bay đấy thì em suy nghĩ nhiều thứ lắm. Em suy nghĩ là không biết là liệu mình có thắng không. Thắng ở đây nghĩ là vào được nhạc viện không ấy. Tại vì từ trước nay em chẳng bao giờ học hành gì hết trơn về hát ấy. Em chỉ hát bản năng thôi. Rồi em không biết là lúc đấy thì vào đấy rồi vào nhạc viện thì ai sẽ là người hướng dẫn mình học hành này nọ. Nói chung là em lo đủ thứ. Em sợ các kiểu. Rồi đến lúc vào đấy rồi thì hôm đấy là mưa rất là to. Vừa xuống sân bay rồi thì xuống sân bay là hạ cánh nhá. Là bạn phải đi xuống. Bạn xuống rồi bạn đi lên một cái xe thì người ta đưa bạn về cái chỗ đỗ để ra đón người thân đón đấy. Thì đi đấy rồi thì cũng chẳng muốn nhìn ai tại vì toàn người lạ. Mình cứ đi mình ung dung thôi. Rồi ra sân bay rồi, đến chỗ chờ, nhìn thấy ngay cái gì chứ. À gì đấy, cháu đây này, cháu đây. Tại vì sợ không gì không nhìn thấy. Cháu đây. Hồi gì cười, hai thì cháu lâu lắm không gặp nhau cũng vui. Rồi hai thì cháu bắt taxi đi về, gì thì vẫn như thế. Dì vẫn như vậy không gì thay đổi cả. Còn Tùng thì thay đổi nhiều. Tùng lớn hơn này, cổ trứng chạc hơn. Rồi lần đầu tiên đi sang nhà nhưng mà vẫn ngây thơ, chẳng biết gì cả. Rồi trên đường đấy rồi, lúc mà xuống sân bay rồi mọi thứ nó mới mẻ mình cũng chẳng biết gì. Nhìn mới, con người lạ hoắc chẳng ai. Rồi bắt đầu có những cái tiếng miền Nam rủ rỉ vào tai mình, cứ đi xung quanh tiếng miền Nam rủ rỉ vào tai. Mà mình cảm thấy ô cái tiếng nghe dễ thương quá, rất là thích nghe tiếng miền Nam. Nghe rất là dễ thương. Rồi lên taxi thì nhớ là đi Vinasun. Đôi môi này đi về ai? Ok đêm nay sẽ là một đêm tuyệt vời. Yes sir. Sân cùng em thì thơm mơ màng, mùi hương theo làn gió cuốn em đi kề bên vai ai từng đêm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dục lạc quan để phai mà. Nơi đâu chứ anh cảm xúc thăng hoa, nơi đâu anh nghỉ khoảng cách. Ơ ta không ra đâu chắc cho em như ra một con đi đến từ hôm qua. Em sẽ đang ở nơi nào, tôi sẽ mang em đi đến nơi nào, bên cạnh anh kia ở nơi nào, đâu chứ em đang thám đến nơi nào. Nói cho anh nghe, nói cho anh nghe, bước đi vội vàng khiến đôi môi dịu em phải chịu ngàn giọt nước mắt đắng cay. Hạt mưa rơi trên vai, giấc mơ này biết đi về đâu. Bài hát khi xưa anh viết bây giờ phải đắn do cho biết thôi. Anh xin một điều ước cho em bình yên. Anh mô tả những tranh vẽ màn bóng ai sáng muôn ngàn nước mắt rơi tràn. Hai thầy cháu đi xong rồi hỏi gì nhỉ? Ôi giờ giờ cháu phải đi như nào? Giờ đi đâu luôn là gì? Dì bảo là giờ dì đưa vào nhạc viện luôn. Gặp cái cô này thì rất là may dì có mối quan hệ ở trong này luôn. Thì cô ấy giới thiệu luôn, vào gặp cô ấy để cô giới thiệu xem ai là người dạy để mà bắt đầu luôn chứ không là muộn quá rồi. Thì lúc đi mình nhìn taxi, mình nhìn wow, Sài Gòn rộng quá, lớn quá anh ạ. Xong rồi nhìn toán nhà cao tầng mà em chưa được nhìn thấy bao giờ hết trơn ấy. Nhìn đẹp, rồi đi ra cái đường Nguyễn Huệ đâu có biết đường Nguyễn Huệ đâu, chẳng biết gì. Rồi đi đường Nguyễn Du đâu có biết đường Nguyễn Du. Nhưng mà cứ thấy đường một chiều rồi hai chiều này nọ. Rồi con người ở đây thì chấp hành luật giao thông rất là nghiêm túc. Mình cảm thấy ồ, thích nhỉ. Xong rồi tự dưng đang ngắm đường phố phường thì nó mưa rào phát. Mưa xong thì bắt đầu đến nhạc viện. Thì bắt đầu đến, em gặp một cái cô, một thầy, và một thầy nữa tên là thầy Tạ Minh Tâm. Thì lúc đấy em đâu có biết thầy Tạ Minh Tâm là ai đâu, thì em chỉ biết là thầy thôi. Em rất là run. Thì thầy em mới ngồi ở trên bàn thế này. Em sợ lắm. Rồi ngồi bên cạnh thầy là một thầy nữa. Như này. Thì cái thầy đấy, thầy ấy, thì cái thầy ngồi bên cạnh thì thầy có vẻ trẻ hơn. Thầy cũng đỡ là mình căng thẳng hơn. Nhưng mà nói chung là cả hai gương mặt đều rất là lạnh lùng. Mình rất là sợ. Thì hát xong rồi thì thầy bảo là thế bây giờ hát thử cho thầy nghe bài đi. Thì em chọn cái bài bài gì ta, quên mất rồi. Đã biết em như mây chảy xuôi vẫn thương, thương vậy thôi. Đấy em hát hoàn chỉnh bài đấy xong em bị quên. Lúc đầu em lấy giọng hơi cao, thế cho nên phần đầu khúc em bị lố. Em không lên được. Thế bảo thầy cho em hát lại. Thế là hát xong, người hai thầy bảo là lắc đầu, người hai thầy nhìn nhau lắc đầu. Hát này thì khó đấy. Em nghe xong em buồn luôn mà. Chắc chắn. Hát này khó đấy, khó mà vào được nhạc viện. Nghe xong em sụp hơi ha. Nghe em buồn lắm, mà em vẫn phải cố gắng gồng lên đấy. Em buồn. Xong rồi em bảo là thế thì bây giờ phải như nào thầy? Thầy bảo thì bây giờ phải tập thôi, cố gắng mà tập rèn thôi, còn có tuần nữa thì phải cố mà tập. Thì em cũng sợ, em bảo là nhưng mà có cách nào để mà đỗ không thầy? Thầy bảo làm gì có cách nào, làm gì có cách nào mà cách thi. Mà cười hỏi vậy mà cũng hỏi. Thế mà vâng thì được rồi. Xong rồi về thôi, dì bảo là thế thầy nói như nào. Thầy bảo là khó, nhưng mà tại vì cái giọng nó bị bản năng quá, chẳng có tí kỹ thuật nào cả. Con người thì có nghệ thuật đấy, nhịp phách thì trong người đều có đấy. Nhưng mà cái giọng hát thì chưa được. Giọng hát là phải rèn luyện nhiều lắm. Hát thì biết hát, nhưng mà chưa có kỹ thuật, chưa khẩu hình này nọ, chưa rõ chữ. Thì mình cũng nghe cũng biết thế thôi, chứ em đâu có biết những cái đấy là cái gì. Nói nó, vì những cái đấy nó rất là trừu tượng. Đúng rồi. Hát rõ lời, xong rồi hát kỹ thuật em đâu có biết. Kỹ thuật lấy hơi bụng rồi. Vâng, lấy cái... hơi bụng rồi này nọ. Rồi đến hôm sau, à chưa hết ngày mà, quên mất. Thì đến lúc về tâm sự với dì xong thì bảo thôi kệ đi, bước chân đây rồi thì cứ cố gắng, mình còn một tuần nữa mà, cứ cố lên. Thì lúc về rồi buổi tối đâu, lúc em về nhà dì em rồi em bị bất ngờ, tại vì em không nghĩ chú gì em ở trong này vất vả như vậy. Ồ gì hả? Em thực sự em rất là bất ngờ. Tại vì dù sao ở Thái Bình nhà em cũng không phải là giàu. Nhưng mà nhà em mặt đường rộng to thanh thang, bán quần áo 3 tầng. Mình ở mình thoải mái, mình quen rồi. Được bố mẹ bao bọc mình, thoải mái mình sướng rồi.
Nhưng mà dù sao trước khi vào trong này thì em cũng cho anh ấy suy nghĩ là ơi, vào trong này là phải chấp nhận nha. Không có sướng, không có sung sướng như là nhà mình này, không có sung sướng như nhà mày đâu. Mày phải chấp nhận như điều đi thì hãy bước chân vào con đường này. Vào trong này gì không có giàu có như không có có tiền nuôi mày như bố mẹ mày đâu. Tự mà chấp nhận điều đấy đi thì mình cũng chấp nhận rồi. Nhưng mình không nghĩ nó như thế. Mình vào căn nhà xong em vô cùng bất ngờ. Và khi nhìn cái nhà xong em nhìn dì em thì em vô cùng thương dì. Tại vì dì em thì cũng một mình lặn lội trong này làm kế toán cho đủ công ty, rồi chồng con, người này nọ các kiểu, cũng có một đứa bé thì bây giờ cũng phải nuôi đứa bé đấy. Thì hai chú dì thuê nhà ở quận Bình Thạnh. Căn nhà đấy là một căn nhà trọ. Nó là căn nhà khi mà mở cái cánh cửa tôn ra ấy, thì nhìn vào trong đấy sẽ có bốn căn nhà cạnh nhau. Thì bốn căn nhà đấy đều là bốn căn nhà cho thuê luôn. Và một cái căn nhà còn lại là căn nhà thứ năm là nhà của chủ. Đó. Thì lúc em bước vào con chó của chủ nó sủa ầm lên, mà em lúc đấy em rất là sợ chó. Em bị chó cắn 2-3 lần ngày xưa cho nên là em có kỷ niệm rất là xấu với chó. Mà em là tuổi chó thì đôi khi là chó với chó nó cũng không được gần gũi với nhau lắm. Cho nên là mình rất là sợ, rồi dì mới đuổi con chó đi vào trong nhà. Rồi ông chủ nhà mới ra bảo ai đấy. Rồi dì bảo là à, đứa cháu của em vào trong này nó thi học hành này nọ. Thì lúc đấy thì không phải nhà mình, mình đâu có thể nói gì được, làm cái gì cũng phải yếu và cho mình cái thế xuống thôi. Thì dì em nhớ lúc ấy là dì em rất là hạ mình xuống để nói là à, con đứa cháu nó vào trong này nó thi, nó ở nhờ em vài ngày. Người chủ nhà này có vẻ rất là khó chịu, thì cái tôi của họ à, lo đàng hoàng vào đấy, đừng có quấy rầy người xung quanh. Mình không bao giờ mình quấy rầy ai đâu, thì người ta cứ dặn thế, ok được rồi. Thì khi mà mở cánh cửa nhà ra rồi, em thật sự rất bất ngờ. Nhà quá bé, bé lắm. Nhà trọ em? Nhà trọ, không có giường. Nằm dưới đất hết luôn? Nằm dưới đất hết luôn. Có một cái phòng vệ sinh. Đi sâu vào nữa là một cái bếp. Rồi bên cạnh cái bếp đấy là cái phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh đấy nó chắc nó cỡ bằng... đây, bằng đúng cái bàn luôn. Và cái vệ sinh nó đúng cái bàn luôn. Tất cả mà mọi hoạt động ở trong đấy, tắm rửa trong đấy. Không có tủ kệ này. Chỉ có đúng một cái máy tính laptop của dì và chú em dùng. Không có giường. Thì em mới quay ra em hỏi dì, không có giường thì sao cháu ngủ? Cháu ngủ quen giường rồi. Rồi dì bảo, à yên tâm, chú đang đi kiếm một cái giường rồi. Tại vì chú dì trước khi vào thì bố mẹ em cũng nói là cái không có cái gì có, nhưng mà phải có cái giường cho Tú nằm. Tại vì Tú nó không nằm quen đất được. Em không thể nằm đất em ngủ được. Thì có cái giường. Thì cái giường nó là cái giường rất là đường bình thường, em phải có cái giường thôi. Cái giường đấy thì em nhớ là hôm đấy là trải cái đệm lên thì phải. Nhà không có điều hòa, vô cùng nóng, ở trên là mái tôn. Vô cùng nóng. Có hai cái quạt nóng mà bác bạn trải đệm. Mà em không thể nằm chiếu gỗ được, tại vì em nằm gỗ em rất là đau người. Thế thôi em bắt buộc em nằm đệm. Ok, nằm đệm xong rồi. Nhà gì em thì cũng không, tại vì nó là môi trường ngoài đất mà anh. Ở dưới đất cho nên là nó dễ bị muỗi. Thế cho nên là em lại phải lấy thêm một cái màn nữa, mắc màn xong rồi đấy, phải chuẩn bị những hành trang đấy. Thì đâu mình nhìn ngắm căn nhà xong thì thực sự là mình cũng chẳng biết nói gì. Mình cũng chỉ biết là thôi chấp nhận, và mình cảm thấy thương chú dì mình. Mình nhìn những cái này mình, tại vì dì chắc chắn là trong một phần là đấy, trong con người của dì cũng không bao giờ muốn là Tùng phải ở một nơi này. Dì cũng rất là thương cháu, dì không muốn là Tùng phải khổ cái này rồi, mà dì cũng đang cố gắng hết sức giường chiếu này. Rồi phải mua thêm bàn để mua thêm máy tính để cho em dùng. Và em cảm thấy cho đến bây giờ em vô cùng biết ơn cái điều đấy. Quá, tại vì gì quá thương yêu. Nếu mà không có chú gì thì cũng không bao giờ có thằng Tùng ngày hôm nay. Đúng rồi. Rồi từ lúc đấy trở đi thì em đều có một cuộc sống nó bình thường hẳn đi. Nó bình dị hẳn đi hơn so với cuộc sống ở ngoài Thái Bình. Thì em nhớ nhà dữ không? Lúc mà vào trong đấy thì từ sáng đến tối thì đến tầm chiều là chú em về. Thì chú cũng rất là vui. Chú cũng là một người rất là hiền lành và rất là thật thà, chân chất. Đúng là người quê luôn. Rất là chân chất và rất là hiền lành, rất là thương cháu. Vô cùng nhiệt tình. Vô cùng nhiệt tình. Rồi chú gì ăn cơm. Xong rồi cái bữa tối là một cái bữa rất là vui. Chú gì tâm sự đủ thứ. Cho đến bây giờ em vẫn thường nói với chú gì là thực sự là cháu chẳng cần xem hài đâu. Bây giờ ngồi ăn cơm với chú gì thì cháu là buồn cười lắm rồi. Tại vì gì chú gì hay có những câu chuyện rất là buồn cười mà mình cảm thấy mình quên được những cái mệt mỏi, quên được những cái buồn nữa. Rồi ăn cơm xong rồi chú bảo thôi đi, hai chú cháu mình đi ngắm Sài Gòn. Thì chú em có một con xe
là xe Future màu xanh. Màu xanh như này này, con xe Future chắc anh biết mà đúng không? Nó cũng khá là cũ rồi. Thế em bảo là sao chú đi con này? Thì chú bảo con xe này là con xe mà chú được trúng thưởng. Trúng thưởng, chứ không phải xe chú bỏ tiền ra mua. Thế cho nên chú muốn giữ nó. À, ok. Rồi hai chú cháu, thực sự ở đây là lần đầu tiên em ngồi lên cái xe Future. Tại vì ở nhà ấy, em cũng chưa giờ em đi một con xe nào mà nó như thế cả. Bố mẹ em cũng lo cho em từng tí một. Rồi khi em nhìn con xe Future này, lần đầu tiên phải bước lên để em ngồi. Lúc đầu em cũng ngại chứ. Để thay đổi con người của mình đâu phải là nhanh anh. Đúng rồi, đúng rồi. Em cũng rất là ngại. Xong rồi. Dù là không có ai quen hết mà vẫn còn. Mà em lên em ngồi. Rồi em nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của chú. Rất là thương em. Mà cái kiểu cái sự thật thà ấy, họ không bao giờ họ che giấu. Lúc nào họ có gì họ nói hết. Chú em người Nam hả? Chú em là người Thanh Hóa. Rất là thật thà. Dì là người Thái Bình. Đó. Thì hai chú dì cũng rất là khổ sở thì mới đến được với nhau. Đó. Em thì... vô khổ hơn nữa. Dạ. Em vô thì khổ hơn nữa. Em vô khổ nữa. Thì chú mới chở đi tham quan Sài Gòn. Chở đi đường Nguyễn Huệ này. Chở ra B-Disco này, như cái nơi mà biểu tượng của Sài Gòn luôn. Còn chở cả vào hầm nữa. Hầm Thủ Thiêm để biết thế nào là hầm. Ôi mọi thứ đối với em. Công nhận là Sài Gòn vô cùng đẹp. Rất rất là đẹp. Rồi hôm đấy là buổi chiều nó mưa cho nên buổi tối đi khá là mát. Thì em mặc cái áo ba lỗ rồi khoác cái áo sơ mi đúng cái bộ mà sáng nay em từ máy bay xuống thôi. Khoác vào đấy rồi đi. Cái hai chú cháu đi chỉ trỏ đủ thứ. Thì trên cái đoạn đường đó vẫn nghe tiếng chú Cơ nói chuyện. Nhưng mà khi nhìn thấy những cái này rồi, mình cảm thấy mình bị cô đơn. Mình bị bơ vơ một mình lẻ loi ấy. Mặc dù bên cạnh mình có chú gì, nhưng mà mình cảm thấy bị cô đơn. Xung quanh mình toàn những người lạ lẫm mà. Toàn những điều lạ lẫm. Nào là Lotteria, nào là Vinhome, nào là tổ đủ mọi thứ, nó to kình cùm trước mặt này. Rất là to. Và con người thì ai cũng sang trọng, ai cũng đẳng cấp, nhìn ai cũng rất là, mà họ là đặc biệt hơn cái đây là nơi họ ở rồi, còn mình là một mình chẳng có ai cả, cô đơn lắm. Thì đi cười nói với chú vậy thôi, nhưng mà về mình vẫn cảm thấy buồn. Thì cái đêm đấy về xong bắt đầu điện cho bố mẹ. Thì bố mẹ hỏi là ê sao rồi, tình hình sao rồi? Thì con bảo là con đang ở trong nhà chú gì rồi, mới đi chơi với chú về, vui lắm bố mẹ ạ. Thì bố mẹ bảo ừ vui được rồi, thế nhớ là ăn uống đầy đủ nhá, đừng để bị gầy đi. Mà em biết lúc đấy em bao nhiêu cân? Lúc đấy em 65 cân, bây giờ em còn có 57 cân. Lúc đấy em như một con heo, em vô cùng béo. Mà bố mẹ lúc nào cũng dặn là đừng để bị gầy đi nha, nhìn xấu lắm đấy, phải béo lên nữa. Thì câu nói đấy lúc nào cũng kết thúc cái cuộc hội thoại, cuộc nói chuyện của em và bố mẹ em. Sơn Tùng có đôi mắt thật lạ, có thể cảm nhận được toàn bộ năng lượng và nội lực của ca sĩ này, thể hiện rõ nhất không phải qua giọng hát, cặp chân nhảy múa, mà là đôi mắt. Bình thường thì sinh động, nghịch ngợm, thân thiện, nhưng khi tập trung thì tia nhìn bén đến mức như thôi miên và đốt cháy người đối diện. Ở tuổi 21, Tùng quan sát rất tinh tế, nhớ rõ từng chi tiết của ký ức. Đặc biệt sống và làm việc theo cảm xúc, nên toàn bộ chất liệu trong mạch truyện của Tùng tựa như một dòng chảy cuồn cuộn phù sa màu mỡ, trào tuôn bất tận, không bao giờ là cạn kiệt. Một lần nữa Sơn Tùng thể hiện bản lĩnh đúng chất, không phải dạng vừa, khi tất cả những chất liệu sống động này được Tùng nhào nặn, sắp xếp, xử lý theo trình tự chuẩn mực như một phần mềm đã cài cắm lập trình sẵn, biến hóa thành một giọng kể biết cách nhấn nhá câu từ, làm chủ tiết tấu, hình ảnh, không gian, thời gian. Đó cũng là lý do vì sao trong buổi trò chuyện này, lần đầu tiên tôi trở nên bị động, hỏi rất ít, vì gần như không có nhiều khoảng trống để khai thác. Đúng là lần đầu tôi kể luôn, thực sự đấy. Cơn mưa ngang qua, hey, cơn mưa đi ngang qua, hey, mà hát nó như thế luôn. Sụp đổ tất cả. Lúc đấy là có cái gì bên cạnh là em chỉ muốn đạp hết thôi. À, bị lừa rồi nhá. Lại run, em sợ lắm, em sợ mấy cảm giác không?
Bây giờ nghĩ lại mất sợ luôn. Nghệ sĩ phải chấp nhận, nghệ sĩ phải biết cái gì đúng cái gì sai, để có thể nghe và hiểu, để có bằng, để có thể biết mình đang ở đâu. Em không thể tin được luôn ấy. Em không ngờ, em vô cùng bất ngờ. Hát ít thôi, để cho hầu người ta còn ngủ. Trong cuộc đời của em chắc chắn em sẽ phải nhận một cái vai phản diện này đấy.